Hôm nay mình đi ra kiểm tra thăm vườn thì thấy có con chuột. Cảnh con chuột dữ lắm luôn á. Nó bơi kìa, đi nhảy xuống luôn, đúng rồi, chơi nó, cắn nó, cắn nó, rồi đi, đúng rồi, nó cắn mẹ nó kìa, nó cắn mà chảy máu á, đó. Giúp nó, sợ cắn vô mỏ, đó, ôi chuột nó kêu. Chết rồi. Ê, đeo người chó luôn. Giết nó đi. Giết nó. Tìm chỗ xử lý. Đó này bắt chuột dữ lắm luôn. Chuột bắt gà. Gà mà hở ra là tiêu cho nó liền. Dạy chết hay chết thiệt vậy? Mày nó kì săn chuột với săn gà đồ giữ là chim bồ câu rồi nè. Nó ăn bao nhiêu con bồ câu rồi nè. Con này bồ câu mới ra đàn yếu yếu là nó dứt hết rồi. Là đà là đà dưới đất là nó bắt hết rồi. Rồi nằm canh luôn. Rồi. Xong một con. Hay quá. Phải tốn tiền mua thuốc diệt chuột 70, keo 70.